Thắng xin kính chào anh chị, rất vui được gặp lại anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Thắng. Hôm nay thì Thắng sẽ quay một chiếc xe mà hôm trước Thắng lấy về nha, cách đây khoảng 2 tuần rồi. Cách đây 2 tuần Thắng có đi Long An, xe thì biển thành phố nhưng mà nhà của khách hàng anh chị ở Long An, cho nên là bên Thắng thì thu mua xe cũ là tặng nhà khách. Cho nên là Thắng đã xuống tới tận nơi để mà giao dịch và mang cái xe này về. Chiếc Fortuner 27 phiên bản máy xăng số tự động một cầu, xe màu nâu đỏ và mang biển thành phố nha. Xe này thì hôm trước ngay tại nhà khách thì Thắng có làm một cái video rồi để cho anh chị thấy được cái chất xe thực tế trước khi mà bên Thắng đã hoàn thiện kiểm tra và làm đẹp. Thì hôm nay thì cái xe đã hoàn thiện rồi, bên dịch vụ đã bàn giao lại cái mẫu này cho bên Thắng nha, để mà chào bán chiếc Fortuner 27. Và dòng này thì chỉ dành cho anh chị chạy gia đình thôi. Anh chị nào mà đang cần một chiếc xe nó gầm cao 7 chỗ và độ bền cũng như là những giá trị về an toàn rồi cái giá trị lâu dài á, thì chúng ta lựa chọn Fortuner 27 với mức giá chào bán dự kiến mẫu xe này là 818 triệu anh chị, 818. Chiếc Fortuner 27 xe nhập Indo. Lớp lý thì còn khá là dày luôn anh chị. Xe này đi được 74.000 cây thì theo đúng chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật bình thường của những chiếc xe Fortuner á, thì anh chị đi khoảng độ 90-100.000 cây thì chúng ta thay lớp. Xe này đi được chuẩn 74.000 cây nha. Mâm nè, bên trước phanh đĩa, gầm bệ. Xe này máy 2.7 và hộp số là 6 cấp nha anh chị. Xe là hôm trước về thì có chạy xước ở hai cái cửa bên phụ á, thì bên Thắng đã cho sơn lại rồi, còn cửa bên tài thì chỉ đánh bát đánh bóng thôi. Mấy nay thì thị trường xe nó cũng không có nhiều xe anh chị, đa phần là khách hàng chúng ta đang giữ lại á, giữ lại xe để mà đi qua Tết, cho nên là bên Thắng mua vào xe cũng khó lắm. Hiện tại thì cũng còn có vài chiếc, chưa tới 10 chiếc. Anh chị nào mà đang tìm xe gì thì có thể liên hệ với Thắng nha, liên hệ với Thắng đặt xe và sau khi có xe về Thắng chủ động liên hệ cho anh chị. Lớp dự phòng khá là dày. Hôm trước Thắng lái cái xe này từ Long An về đi nó êm lắm anh chị, đi êm. Dòng này thì anh chị có nhiều anh chị là mua Fortuner máy xăng sợ là hao xăng, nhưng mà chúng ta phải theo cái nhu cầu mà chúng ta sử dụng anh chị, đừng có đặt nặng vấn đề về tiêu hao nhiên liệu quá. Xe ví dụ như là anh chị chạy kinh doanh dịch vụ đi thì chúng ta lựa chọn cái phiên bản máy dầu để chúng ta tiết kiệm nhiên liệu, ta có lợi nhuận kinh doanh. Còn mà anh chị đi gia đình thì chúng ta nên thiên hướng về cái sự an toàn và thoải mái để chúng ta đi gia đình, chúng ta đi chơi đi du lịch rồi phục vụ cho cái sở thích của chúng ta, thì nên ưu tiên cái sự thoải mái, ngồi nó êm và nó không có bị say xe. Thì nhà sản xuất người ta tạo ra hai cái phiên bản xăng dầu thì cũng nhằm đánh vào từng nhu cầu của khách hàng, cho nên chị nào đi gia đình thì chúng ta lựa chọn, chúng ta được đi nó sẽ êm hơn máy dầu nha, êm hơn. Trung bình mà tiêu hao nhiên liệu thì 100 cây nó có khoảng độ 14-18 lít/100 cây anh chị, 14-18 lít/100 cây. Gầm bệ hai cái cửa này có sơn lại nè, sơn lại trầy xước mình thắng sơn thôi chứ không có bị qua quẹt đâm đụng như hết nha anh chị. Bên trong xe thì ghế da zin, bản này là phiên bản lúc mà mua mới thì nó có ghế da zin rồi. Xe này là chủ xe đổi lên cái dòng của Ford Everest á, cho nên bán lại. Xe này mua mới từ đầu luôn anh chị, một chủ mua mới từ đầu. Mười bảy máy xăng 74.000 cây, giá là 818 nha. Hộp số tự động 6 cấp. Xe này 27 nhưng mà nó có cân bằng điện tử nha anh chị. 27 thì nó có hai phiên bản, bản là chưa có cân bằng điện tử và bản có rồi. Xe này thì có cân bằng điện tử nè, cân bằng điện tử zin theo xe, điều hòa tự động, đầu DVD. Phụ kiện xe này thì không có nhiều anh chị, không có nhiều, tại vì máy xăng thường là nó cũng có đủ hết những cái cơ bản rồi, ví dụ như ghế da nè, rồi đầu DVD, cam ve, những cái mà chủ lên như là chảy sàn nè, dán phim. Còn thiếu camera anh chỉnh á, chị cứ lên coi xe, Thắng cái nào thiếu Thắng hỗ trợ thêm cho mình. Bên ngoài thì có những cái viền che mưa rồi.
và đăng kiểm đường bộ. Đây, đăng kiểm là tháng 4 2023 này. Đăng kiểm hiện nay cũng đang là một cái đề tài rất là nhức nhối nha, dành cho những anh chị đang có xe, những xe đang hết đăng kiểm, rồi những xe chuẩn bị hết đăng kiểm, rồi những xe từ kinh doanh đăng kiểm sang không kinh doanh, rồi từ không kinh doanh sang kinh doanh, nó rất là phiền phức luôn. Mấy nay là bên Thắng cũng đang gặp những cái khó khăn về vấn đề đăng kiểm đó, nhưng mà vẫn hỗ trợ khách hàng nha, tìm đủ mọi cách để hỗ trợ khách hàng. Mua bán xe tại hãng thì cho dù khó đến đâu, mỗi tình hình nó khó khác nhau thì cũng đồng lòng cùng nhau giải quyết, chứ không có bỏ khách hàng. Mong anh chị thông cảm, anh chị nào mà đang bị vướng hồ sơ bên Thắng á, vướng hồ sơ bên đăng kiểm mà chờ hơi lâu xíu á, thì thông cảm cho bên Thắng nha. Bên Thắng cũng đang tìm đủ mọi cách để hỗ trợ anh chị. Thắng cũng đang còn vướng một xe anh chị. Thắng còn đang vướng một xe đăng kiểm chưa được, chưa giao xe được luôn. Nhưng mà được cái là khách hàng không có trách, luôn luôn ủng hộ và tin tưởng, thì Thắng cũng đang tìm mọi cách để mà có thể giao xe trước Tết cho anh chị. Xe này bên Thắng cho thay nhớt, thay lọc, vệ sinh, bảo dưỡng đồ hết rồi. Anh chị mua về có chạy thôi, không cần làm gì hết. Đèn zin theo xe, không có độ chế gì hết. Dòng này mặt cái lăng, mặt chrome. Rồi, chiếc Fortuner 2017, máy xăng số tự động 1 cầu, giá là 818 triệu. Dành cho anh chị chạy gia đình nha. Anh chị nào mà đang quan tâm thì gọi cho Thắng, Thắng tư vấn cụ thể hơn về xe rồi hỗ trợ anh chị coi thực tế và lái thử. Còn phía trước này thì đang còn có mấy xe. Có Fortuner 2015 máy dầu số sàn. Innova thì hôm qua Thắng có làm một video về chiếc Innova số tự động, đang có hai chiếc. Chiếc màu xám 2019 và chiếc Venturer 2018. Rồi bán tải hai lút 2018 nè, nằm lâu rồi, đang bán lỗ anh chị, đang bán lỗ. Fortuner máy dầu số sàn 2018 màu đen. Chiếc rốt này sáng nay thì Thắng nhận cọc một chiếc màu nâu đỏ đó, còn chiếc màu xám rêu. Fortuner 2014. Máy xăng 2 cầu, giá 545. Đó, một vài xe thôi, còn lại hết xe rồi. Anh chị đang có nhu cầu, có quen biết ai mà đang có nhu cầu bán lại xe anh chị thì cứ giới thiệu với Thắng nha. Những cái xe nào mà ngay chủ nè, rồi sạch sẽ, không có bị vấn đề về chất lượng á, thì bên Thắng sẵn sàng mua cao để về những có những cái xe đó nó về phục vụ anh chị. Thì sau khi mà bên Thắng mua xong cũng có những cái hoa hồng nhỏ gửi đến anh chị thay lời cảm ơn. Thì mong anh chị sẽ ủng hộ, anh chị ủng hộ nha. Rồi, rất là cảm ơn anh chị đã luôn đồng hành cùng với Thắng trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.